Đây là chuỗi sân bóng Đầm Hồng. Sân bóng Đầm Hồng 2. Chỗ này có 4 sân kéo dài tít sâu dùng gì kia. Chắc chiều dài của sân này độ khoảng 400-500 mét. Đây gồm có 4 cái sân nhỏ. Mặt sân vẫn còn rất là tốt. Nói chung đá sân 7 ở đây là hợp lý, thoáng mát, chỗ gửi xe cũng nhiều. Và cái chỗ uống nước ở đằng kia. Cái đằng này là căng tin này, có thể uống nước ở đây và để xe này. Và kéo dài tít xuống sâu tít xuống đằng kia. Sân này thì nó hơi khuất một chút. Nó ở khu vực đường Bùi Sương Trạch, Khương Trung. Và đi tắt qua cái làng các bạn có thể thấy mặt sân đây vẫn còn rất là tốt nhá. Ở đây rất là thoáng và mát. Nó cạnh một cái hồ này, chắc là hồ người ta gọi là hồ Đầm Hồng. Hồ này rất là rộng nên là đá bóng ở đây phải nói là khí hậu rất là tuyệt vời. Đằng sau này có đường đi bộ quanh hồ. Hồ này rất là rộng nên là khí hậu rất là mát, đá bóng ở đây rất là lý tưởng. Vâng, hôm nay tôi quay một đoạn cái sân này cho các bạn xem. Sân nào cũng có ghế ngồi. Bây giờ là gần 11 giờ rồi, 10 rưỡi rồi, các bạn đá 1 tiếng rưỡi ở đây. Nên là buổi sáng thì ít đội đá. Đá mùa đông này thì tầm này đá vẫn đá thoải mái, mát mẻ.